Nhắc đến những chiếc laptop gaming thì ngoài việc là cấu hình mạnh mẽ ra, anh em sẽ nghĩ ngay đến điều gì ạ? Đó là ngoại hình hầm hố, tản nhiệt là chạy ù ù, máy rất nóng đúng không? Tuy nhiên, sau khi xem hết video ngày hôm nay, mình tin chắc là anh em sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây mình có một con laptop gaming nhưng lại rất mỏng, rất nhẹ, tản nhiệt rất mát, cấu hình không cần phải bàn cãi, giá lại cực kỳ ngon trong phân khúc. Và đó chính là Gigabyte G5 KS2023. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Vũ và mình là Toại Tinh Tế. Đầu tiên mình muốn làm rõ cho anh em một chút xíu ở đây, đó là việc năm 2023 này thì Gigabyte họ ra mắt tổng cộng là 5 sản phẩm thuộc dòng G5. Chúng ta sẽ có là 3 cái sản phẩm thuộc dòng đó là MF và 2 sản phẩm thuộc dòng KS. Cả 5 cái dòng sản phẩm này thì nó có chung một đặc điểm, đó là cùng sử dụng con chip i5 thế hệ thứ 12. Tuy nhiên là 3 sản phẩm thuộc dòng MF thì sẽ sử dụng card đồ họa là RTX 4050. Còn 2 sản phẩm thuộc dòng KS thì chúng ta sẽ sử dụng card đồ họa là RTX 4060. Và cái sản phẩm mà Toại đang có ở đây để review cho anh em, nó sẽ có tên mã đó là Gigabyte G5 KS E3VN333SH thuộc dòng KS. Đầu tiên là phần ngoại hình. Mặc dù là một chiếc laptop gaming nhưng mình thấy là G5 KS vẫn rất gọn gàng và không quá góc cạnh và hầm hố, nhưng mà vẫn toát lên được một vẻ gaming của nó. Máy chỉ dày là 2,27cm và nặng là 1,9kg. Tổng thể máy đã giảm đi 20% so với phiên bản tiền nhiệm năm 2022. Và đây là một trong những con laptop gaming mỏng nhẹ nhất trên thị trường, thoải mái cho anh em sử dụng, cầm nắm hay là di chuyển. Bàn phím LED có 15 màu có sẵn và anh em hoàn toàn có thể thay đổi được LED của bàn phím trong Control Center của Gigabyte. Hay trên phím thì vừa phải cho cảm giác bấm rất êm. Tiếp theo là về phần cấu hình thì với cái phiên bản là Gigabyte G5KS mình đang có ở đây sử dụng con chip đó là Core i5 12500H, 8GB, các đồ họa RTX 4060 cùng với đó là 512GB bộ nhớ trong. Với i5-12500 thì anh em sẽ có 12 nhân và 16 luồng, tức là chúng ta mạnh hơn khá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Với 4060 card đồ họa này thì chúng ta dư sức có thể chiến max setting rất nhiều những cái tựa game hiện có trên thị trường. Có một điểm đặc biệt mình muốn nhắc đến với anh em, đó là với cái card đồ họa RTX 4060 này thì cái mức tiêu thụ của nó có thể lên đến 75W. Thì đây là một cái mức hiệu năng tương đối cao so với các sản phẩm laptop gaming trong cùng cái phân khúc mỏng nhẹ này. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiệu năng của cái card đồ họa nó bao nhiêu watt thì nó còn phụ thuộc vào khả năng tản nhiệt của máy. Thông thường đối với cái dòng laptop gaming mỏng nhẹ thì hiệu năng của card đồ họa đâu đó nó chỉ rơi khoảng tầm là 35 cho đến 50W thôi, thì con này mắc lên có thể đạt khoảng tầm 75W. Đây là mức tương đối cao anh em nhé. Về dung lượng RAM thì anh em sẽ có hai phiên bản thuộc dòng KS này. Như mình nói ban đầu, đó là mã E3VN313SH sẽ có 16GB và còn phiên bản mình đang có mặt ở đây là E3VN333SH sẽ có 8GB. Mình đố anh em biết là tại vì sao những con laptop gaming cao cấp với mức giá gần 30 triệu đồng nhưng mà nhà phát triển vẫn chỉ trang bị 8GB mà thôi. Mặc dù là con chip đời rất mới, các đồ họa VGA cũng rất ngon lành nhưng mà RAM vẫn chỉ 8GB. Câu trả lời đó là với 8GB vẫn đủ sức thoải mái cho anh em trải nghiệm những cái tựa game cao cấp, thậm chí là những tựa game bom tấn game 3A. Anh em không tin đúng không? Mình ví dụ với GTA 5 chẳng hạn, khi anh em bật max setting GTA 5 thì cái mức tiêu thụ, mức RAM cần nó khoảng tầm là 7GB mà thôi, nghĩa là anh em vẫn còn 1GB để có thể chạy nền những tác vụ khác. Tuy nhiên thì có bao giờ mà anh em vừa chơi game, vừa edit hình ảnh, vừa làm video, hoặc là anh em vừa chơi game, vừa làm data trên Excel, anh em vừa mở một đống tab Chrome không ạ? Chắc chắn là không. Hoặc là anh em cũng không thể nào anh em chơi nhiều tựa game cùng một lúc được, tức là trong một cái thời điểm. Với những chiếc laptop gaming này, anh em chỉ có thể chơi một tựa game duy nhất trong một thời điểm mà thôi. Thế nên 8GB vẫn là rất thoải mái cho anh em trải nghiệm. Còn nếu anh em không thích 8GB thì như mình nói lúc nãy, anh em có thể chuyển sang cái phiên bản 16GB cũng được, không sao. Hoặc có một option nữa là mua con này về, sau đó nâng cấp từ 8GB lên 16GB hoặc 32GB đều được nhá. Với G5KS thì anh em sẽ có một màn hình 15.6 inch với tấm nền IPS Full HD 144Hz. Viền màn hình thì không quá dài lắm, thế nên là anh em sẽ có một tỷ lệ bao phủ của tấm nền so với mặt trước là 86%. Gigabyte thì họ không công bố các thông số khác về độ sáng hay là độ chuẩn màu. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy là con này có độ sáng vừa đủ, không quá cao. Anh em cũng đừng lo, bởi vì rõ ràng là game thủ chúng ta không ai lại mang một con laptop gaming ra ngoài trời nắng hay là bật điện sáng trưng hết cỡ để chơi game làm gì.
Một yếu tố khác vô cùng quan trọng đối với laptop gaming đó là hệ thống tản nhiệt. Thì con này được trang bị hệ thống WinForce với 4 khe tản nhiệt, 2 khe hai bên và 2 khe ở mặt sau. Mặt đáy của máy anh em sẽ thấy là các khe lưới lớn vừa để lộ hệ thống ống đồng dẫn nhiệt và vừa có chức năng là lấy gió giúp cho luồng không khí đối lưu hiệu quả hơn. Mặc dù là tương đối mỏng nhẹ nhưng mà máy thì vẫn có hai quạt với 59 cánh thoải mái cho anh em cài game liên tục trong một thời gian dài mà không lo bị quá nhiệt. Về phần kết nối thì anh em vẫn có chuẩn Wi-Fi 6E mới nhất này. Ngoài ra đây cũng là laptop gaming duy nhất trong phân khúc anh em sẽ được trang bị hai cổng xuất hình ngoài gồm có một cổng DP và một cổng HDMI hỗ trợ gần như là mọi loại màn hình gaming trên thị trường hiện nay. Anh em cũng sẽ có thêm hai cổng USB Type-C, hai cổng USB A cộng với một cổng đầu độc thẻ nhớ micro SD. Về cổng audio thì anh em sẽ có cổng 2-in-1 vừa nghe vừa thoại. Ngoài ra thì Gigabyte cũng sẽ trang bị thêm một cái cổng mic riêng cho anh em và hỗ trợ tất cả mọi loại tai nghe phổ thông trên thị trường. Tổng quát lại, mình thấy Gigabyte G5KF là một chiếc laptop có cấu hình mạnh nhất trong phân khúc laptop gaming ở trên thị trường. Ngoài ra thì những cái phần còn lại cũng hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả mọi tác vụ của anh em game thủ. Còn đối với anh em thì sao, anh em đánh giá thế nào về Gigabyte G5KF? Anh em có thể comment ý kiến bên dưới video ngày hôm nay nhé. Và đặc biệt là nếu có nhu cầu mua hàng, anh em có thể là click vào link tôi sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Và chúc cho anh em sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời với chiếc máy này. Xin chào và hẹn gặp lại.